Alo cả nhà. Hồi nãy đang like tự nhiên cái điện thoại nó bị tắt. Dạo này lên đây thời tiết nóng quá, điện thoại nó ưa tắt giữa chừng lắm anh chị. Bây giờ đang đi qua khu Bà Tây. Bà Tây của Hồ Suối Sai, tỉnh Bình Phước. Khu công nghiệp Đồng BKMS Đồng Phú. Ở trên đây thì theo như thông tin là có khu công nghiệp của BKMS về. À, anh chị, nó xây dựng thì thường thì cái cơ sở hạ tầng nó có thì nó sẽ đánh động cái giá của thị trường, nó sẽ nhảy. Thấy không? Mình thì mình đi tham khảo, mình đã một bức tranh mà vĩ mô đó, là mình chọn về cái Bình Phước. Tại vì Bình Phước là cái vùng đất dự trữ của các khu công nghiệp. Đó. Giai đoạn này thì nước mình sẽ tập trung phát triển khu công nghiệp. Và nước ngoài cũng sẽ đang ồ ạt vô mình để mà kiếm đất để mà làm khu công nghiệp, để mà xuất khẩu hàng ngược đi bán toàn cầu, phải không? Thì ở cái trên cái tỉnh Bình Phước này là ráp danh với Bình Dương. Bình Dương giờ thì phát triển quá rồi, phải không? Cũng không còn đất. Diện tích của Bình Phước là khoảng gần 7.000 cây số vuông, 6.800 mấy, gần 7.000 cây số vuông, là một tỉnh rất lớn. Bình Dương thì nó chỉ có 2.000 mấy thôi, Sài Gòn cũng chỉ có 2.000 mấy thôi đó. Và ở trên đây là xưa giờ là đất cây cao su, cái điều mấy cây công nghiệp á, cây lâu năm á, đất thì đất đai còn nhiều. Thì ở trên đây mỗi người một nhà có vài hecta là bình thường anh chị, một người có vài hecta là bình thường. Và nhờ như vậy á, nên thành ra là bây giờ ở đây trên đây ai cũng thành triệu phú á. Vùng đất này bây giờ là sản sinh ra triệu phú nhiều lắm, nhờ giá đất lên đó. Thì quy hoạch khu công nghiệp thì trên đây mới còn đất thôi, và cũng đang làm cơ sở hạ tầng. Làm cái đường đầu tiên hết là làm cao tốc 69 cây số từ Bình Phước Chân Thành đi về tới ngã tư Thủ Đức để mà ra mấy cảng Cát Lái rồi. Thì khi mà cái cao tốc đó nó hoàn thành á thì cái vận chuyển nó rất là lẹ. Cao tốc 69 cây số chạy đâu có bao nhiêu đâu, đâu tới 1 tiếng đồng hồ đâu. Rút ngắn thời gian rất là nhiều. Đó, bởi vậy cái tiềm năng của Bình Phước, Bình Dương sẽ lan lên, Bình Dương là thành phố sẽ lan lên. Chứ Bình Dương đâu có lan xuống Sài Gòn hay Đồng Nai nổi. Bình Phước nó lại tiếp giáp với cửa khẩu, có khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư. Theo dự định thì tương lai sẽ làm đường sắt. Đường sắt để kết nối từ Sài Gòn lên tới cửa khẩu Hoa Lư, rồi có thể mà kết nối vào bên Campuchia, mấy nước Đông Nam Á, Campuchia, Thái Lan, Lào, Myanmar. Thấy không? Thì để mà kích thích kinh tế đó. Tức là cái tiềm năng, cái tiềm năng của cái tỉnh Bình Phước này, cái tỉnh Bình Phước này nó sẽ phát triển rất là ghê. Bà hỏi bà kêu ăn hết không đi, trời miếng lên mua khác. Xin chào. Có luôn. Chiều về. Có không? Na rồi. Chiều về. Na rồi rồi. Cái đường đó hả? Đi ba hả? Không có đường gì đâu. Tuổi hỏi 71, cuộc đời hôn nhân lần lần nữa. Mua vòng vượng tài. Rồi chừng nào vậy? Đó, từ cái tỉnh Bình Phước này nó có tiềm năng như vậy á, nên mình lên đây. Thì dĩ nhiên cái tiềm năng đó mình phải nhìn 5 năm, 10 năm. Chứ mình không có nhìn một ngày một bữa, thấy không? 5 năm, 10 năm này thì Bình Phước nó sẽ thay da đổi thịt giống như Bình Dương vậy đó. Và nếu mà thuận lợi thì nó có thể cả hơn cái Bình Dương. Chắc quẹo đây không? Chỗ mới đây nó quẹo chứ. Chắc bị cái này. Đồng Phú này mà nó cách Sài Gòn là khoảng bao nhiêu cây? Chắc 160 cây thôi nhỉ. Tới không ta?
nói chung là hơn 100 cây, hơn trăm cây Đồng Phú, Sài Gòn. Đồng Phú xuống Sài Gòn tới trong mà. Ủa, Đồng Phú lên Trân Thành nhiêu? Ở Sài Gòn lên Trân Thành nhiêu? Ừ, Thành lên khoảng 80, 80, 90. Lên Đồng Phú nữa. Đồng Phú đi đường khác đâu, đi đường đó gì xa. Đi từ thành phố Sài Gòn lên đi đường. Nói chung là khoảng tầm 100 cây nha. Sài Gòn lên Đồng Phú khoảng 100 cây. 100 cây mà mốt có cao tốc rồi thì cái khoảng cách đó đâu thành vấn đề gì nữa đâu. Đi lên thêm 50 cây nữa là có thể tới Hoa Lư rồi. Tức là 150 cây thì đâu có vấn đề gì đâu. Hiện tại là mình đang đi qua cái bờ Tây của cái hồ Suối Giai. Cái hồ nó tên là Suối Giai. Cái hồ lớn lắm, 400 hecta. Lên huyện Phú Riền mua đất. Phú Riền giá bao nhiêu rồi? Cao su trên Phú Riền giá bao nhiêu rồi? Công ty Linh Chi Trường Thọ. À, đây là một cái dự án khu dân cư Đại Việt. Đại Việt, dự án Tân Lập Garden. Đây là cái dự án khu dân cư ở trên huyện Đồng Phú anh chị. Tức là ở trên đây người ta cũng phân lô, người ta bán thửa rồi đó. À, phân lô bán nền này đó. Đây đây là cái đô thị Ngọc Thảo nhá. Cái hồ Suối Giai của mình nó nằm ở phía kia. Nó còn cách hồ Suối Giai rất là xa. Nhưng mà đây cái đường này nó chỉ theo em nghĩ nó chỉ tầm 6 mét đi. Căng lắm là đến 8 mét. Mà đây nó bán là 7 triệu một mét vuông. Một lền là 5 x 30 và nó bán 1 tỷ 050. Thì nếu mà tính mét ngang nó là 210 triệu một mét ngang rồi. Mà trong cái đất của mình ở mặt hồ bên kia mới có 220 mà đường 28 mét. Cái đường về phía đông này là 32 mét này, còn phía tây là 28 mét. Thì cái cơ hội của mình đầu tư ở phía hồ, cảnh quan nó đẹp hơn rất là nhiều so với những cái vị trí như này nhé. Ở đây là 7 triệu mét vuông à? 7 triệu 1 mét vuông. Mà cái đường nó quy hoạch nó bé xíu, còn kia của mình là 32 mét anh. Mặt đường ấy luôn. Anh chị nào có đất ở chỗ nào đó cứ gửi vô số 0971494 nha. 0971494. Đây hồ đây, mình đi từ đây ra hồ ít nhất cũng phải còn 200-300 mét nữa mới ra được cái hồ. Nó không phải view hồ luôn. Đó, mấy anh chị thấy ở đây người ta có ở đây hiện tại là 7 triệu mét vuông rồi đó. Anh chị thấy không? Đây là 7 triệu mét vuông. Cái cách cái hồ mấy trăm mét, cái hồ nãy mình đi á. Cái hồ Suối Giai đó. Cái hồ ngoài đó khoảng 200-300 mét. Đây là bờ đông. Bờ đông. Ở đây người ta làm cũng hoành tráng lắm. Ở đây để mà đi một vòng cho mấy anh chị coi, ở đây là người ta xây cái khu công nghiệp, à lộn, cái khu dân cư phân lô bán nền á, đây là làm dự án á. Anh chị nào mà ở Phú Riền có đất ở trên Phú Riền á, nhắn vô số 0971494 đất cao su nha, đất mẫu cao su mặt tiền chứ mình không có mua trong hốc trong hẻm nha. Anh chị ở đây người ta cũng phân lô bán nền, tôi nghĩ là giá đất ở đây nó cũng sẽ nhúc nhích rồi, đúng không? Mà cái kinh nghiệm á, ở trong những cái khu này thì thường giá nó sẽ cao hơn ở ngoài. Thì mấy anh chị đến đây, mấy anh chị đầu tư thì đất thì mình phải tính bằng năm rồi. Đất á là mình phải tính bằng năm, chứ mình không có tính bằng ngày, tháng gì đây hết anh chị. Mình đi đón đầu mà. Đây là cái bảng ha, liên kết vùng đó. Anh chị thấy à,
liên kết vùng cách siêu thị 1 cây số, khu du lịch, trung tâm thương mại 3 km 3 cây, thấy không? Thành phố Đồng Xoài 5 cây, Hồ Chí Minh 40 cây hả? Ồ, từ đây cách Hồ Chí Minh có 40 cây rồi ta. Tính đường chim bay hay gì trời. Đó, bên chị thấy cái bản đồ quy hoạch đó, ta vẽ sẵn rồi đó. Ở đây là ta phân lô sẵn rồi. Đó. Anh chị thấy không, khu biệt thự à, đi ra hồ suối Giai à, thấy không? 7 triệu một mét. Từng lô từng nền. Sổ riêng từng nền, hỗ trợ ngân hàng 50%, pháp lý hoàn chỉnh, sổ riêng từng nền. Anh chị thấy không? Đây, đất này nè, khu đô thị, ở đây có làm đó, điện đường sẵn hết, cỏ mọc tùm. Đi nắng kinh khủng luôn anh chị. Phải có dù, phải có nón, phải có áo khoác. Đi về chắc đen dữ dằn. Mấy anh chị thấy không? Tuốt ở trên đây mà, tuốt ở trên đây mà người ta cũng có phân lô bán nền không, khu đô thị. Tức là người ta thấy được cái tiềm năng á, thấy được cái tiềm năng. Ở trên đây thì 3G chập chờn. Điện thoại thì nóng, không có livestream được. Để giờ đi em. Đi qua Bà Tây. Anh chị thấy em đi mua bán cực khổ lắm. Kiếm miếng đất không phải đơn giản đâu. Bữa giờ đi mấy ngày trời rồi đó. Mình đi mua đất đó mấy anh chị, nó có rất nhiều yếu tố để mà làm cho cái miếng đất nó tăng giá à, chứ không phải chỉ có cái mật độ dân cư đâu. Giống như mấy anh chị thấy hiện tại á, là ở bên cái hồ suối Giai á, là đất hiện tại là chưa có thành đường, chỉ mới có quy hoạch thôi. Chỉ mới quy hoạch thôi, chưa có ra con đường. Mà những miếng đất mà như thế người ta đã bán thành 2 mặt tiền rồi mấy anh chị nha. Người ta đã bán thành 2 mặt tiền rồi đó. Tức là nó đâu cần có dân gì hay không dân gì đâu, chỉ cần có cái bản vẽ đi ngang đó thôi. Tức là đó là một yếu tố, phải không? Có nhiều yếu tố để cho cái đất nó lên giá lắm. Chứ nó không phải chỉ là khi nào có dân về ở mới lên giá. Người dân mà về ở là lúc đó giá nó trên mây rồi mấy anh chị. Giống như Sài Gòn vậy thôi. Sài Gòn đông dân thì bây giờ nó mới thành 1 tỷ mét vuông, đúng không ạ? Vài trăm triệu mét vuông. Thì lúc trước khi đó thì giá nó đã lên tới đâu rồi, mấy anh chị hiểu không? Chứ không phải mình cứ là có phải có dân
nó có nhiều yếu tố lắm để đẩy cái giá nó lên luôn. Thì tùy theo cái khẩu vị của mình để mà mình đi kiếm đất để mà mình mua, đúng không? Thì cái vấn đề là cái khả năng sinh lợi của cái vùng nào, của cái chỗ nào nó hợp lý thì mình đầu tư. Thì cái phong cách đầu tư của mình là dài hạn, chứ mình không có đánh ngắn hạn. Dĩ nhiên nếu mà có may mắn cái chỗ nào đó là mới mua vô mà lời 3-4 lần thì ok sướng. Nhà mình có thống kê rồi, mình có thống kê giá của bất động sản, mình cũng chia sẻ cho mấy anh chị cái thống kê của mình ở ngoài Long Thành đó mấy anh chị. 2019 đến 2021 giá tăng 6 lần. Giá tăng 6 lần. Ở Bà Rịa, ở Đồng Nai giá tăng 3 lần. Bản thân mình đây mình mua một nhiều miếng, nhưng mà có cái miếng mình mua hồi năm rồi là cái miếng mua trước nhất á, là lúc đó mình mua giá 29 triệu, đợt trước mình nói mấy anh chị là 70, bây giờ nó đã lên 90. Cái đó là mình mua hồi tháng 7 năm 2020, bây giờ nó chưa được năm rưỡi mà nó lên 90, là nó lên hơn 3 lần. Đây là giá tính bằng lần chứ không phải tính bằng phần trăm. Còn mình thấy có cái số liệu ở ngoài Long An, huyện Bến Lức thì phải, giá nó tăng 8 lần, 4 triệu mà nó lên tới 32 triệu. Đó là những cái con số thống kê cho mình thấy mấy anh chị, đó là con số thực tế đó, giá thực tế, giá giao dịch rồi đó. Mấy anh chị có tưởng tượng không, 2 năm giá tăng 8 lần. Và ở trên cái khu BKMS này đó có đất 1 năm hơn chút tăng 33 lần. Anh chị có tưởng tượng nổi không? Những cái điều này mình chia sẻ cho mấy anh chị là những bí quyết kiếm tiền tỷ đó. 33 lần. Không thể nào tưởng tượng nổi. Nghe không? Làm sao mà tưởng tượng nổi. Mình không có đi làm, mình không có đi thực tế thì mình nghĩ nó là ảo, nó là lừa đảo. Mà thực tế nó vậy đó. Tùy theo, đó đâu cần có dân. Đúng không? Nhiều người nói dân. Đấy, đâu cần có dân. Mới có năm trước với năm sau dân đâu ra. Đúng không? Lên 33 lần. Nói vậy đầu tư bất động sản nó có nhiều lắm, nó có nhiều yếu tố lắm. Ngày hôm nay cuối tuần đang có chương trình khuyến mãi đó, có mấy anh chị nào mua ủng hộ để thời gian có tiền đi mua đất livestream cho mấy anh chị. Mấy anh chị ngồi ở nhà, mấy anh chị có thông tin không? Tôi phải đi cực khổ, thực địa, thực tế, thực chiến, mặt nổi mụn đen thui xấu quắc, chia sẻ cho mấy anh chị những kiến thức thực tế. Đấy, những cái số liệu thống kê, mình là dân thống kê nè, mình cung cấp cho mấy anh chị những số liệu đó là những số liệu thật. Mấy anh chị nào mà có ở những cái vùng đó mấy anh chị cũng biết à, thấy không? Mấy anh chị cũng biết à, đất đai giờ nó vậy, mình hiểu được cái quy luật, thấy không? Nước ngoài Mỹ rồi châu Âu rồi nó bơm tiền thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới mình. Đang ở Bình Phước đây còn hỏi gì nữa. Mấy anh chị bây giờ đi thì mình thấy cũng bình thường thôi, chích 2 mũi giấy xét nghiệm âm tính rồi đi vi vu, đi tới đâu có chỗ chốt thì mình đưa vô khai báo y tế rồi đi. Giờ này phải thích ứng sống chung với dịch, giờ này còn đếm F0 gì nữa. Giờ này ai F0 là người đó trường sinh bất lão luôn, bất tử luôn. Đúng không? Vừa có 2 mũi mà vừa bị F0 đó là người đó vô địch luôn, kim gọi là kim cương bất hoại, kim thân bất hoại luôn. Giờ mà mấy anh chị giờ có nhiều câu chuyện vui luôn, tại vì nhà nước mình chăm lo mấy người F0 sướng quá, có nhiều người đi vô F0 cách ly không muốn về,
ở trong đó sướng quá mà, nhà nước mình chăm lo chu đáo quá mà có nhiều người vô trong đó không muốn về luôn, em không được trợ cấp nữa, tùm lum á, đủ thứ chuyện á. Đó là câu chuyện hài, mấy anh chị đọc báo mấy anh chị thấy là có nhiều người chị bệnh phải mấy tỷ bạc mà nhà nước mình bao sâu hết luôn, nhà nước mình chịu chơi dữ thiệt, thấy không? Chị Covid là mấy anh chị thấy ở nước ngoài mà chị Covid là trả tiền sặc gạch luôn, còn nước mình là không, thoải mái vô tư. Tại vậy bây giờ F0 mừng cái con khỉ gì đâu. Ở trên đời này mấy anh chị ai mà không bệnh, thấy bây giờ mấy anh chị ở Sài Gòn này sướng, mình Sài Gòn đây mình đi Vivo đây có sao đâu, chích hai mũi giờ vô test F0 cái nữa, test nhanh về có thời kỳ có thời hạn 7 ngày đi vô tư. Ở Bình Phước với Bình Dương cho 7 ngày còn chỗ khác không biết. Không còn Bình Dương à, một là Bình Dương à. Bình Thạnh à. Bình Dương thôi hả, chứ Bình Phước không cho hả? Ờ, chỉ có thằng trạm Bình Thạnh thôi. Nó tuyên truyền thông tin không đúng lịch đấy. Bình Dương. Thì bây giờ mấy anh chị đi thì mấy anh chị tới đó, ví dụ như người ta bắt giấy âm tính thì mấy anh chị không có, mấy anh chị chạy vô bệnh viện phòng khám mấy anh chị xét nghiệm cái gì đâu. Còn mấy anh chị mà F0 mấy anh chị mừng đi, có gì đâu, hai mũi mà có F0 là trường sinh bất lão luôn, bất tử luôn, giỡn chơi luôn. Đó bây giờ mình đang đi qua cái bờ Tây. Người dân ở đây thì người ta vẫn buồn làm ăn buôn bán bình thường, mà nói cho mấy anh chị nghe, không có ai mà người ta không biết giá đất tăng hết đó, đúng không? Nên thành ra là nhiều người cứ nghĩ là ở đây người ta sẽ bán đổ bán tháo, thiếu nợ chặt tiền. Mấy anh chị ơi, bây giờ những người dưới quê này người ta còn giàu trên thành phố nhiều lắm, thấy không? Mà nó khôn lắm, mấy anh chị vô mua hả, bán giá gấp đôi luôn. À ví dụ mấy bình thường ở đây người ta giá 100 đúng không, mấy anh chị vô hỏi nó 200 vậy á, chứ không phải là tự nhiên mấy anh chị vô cái đòi mua giá rẻ rồi kiếm mấy người nào mà thiếu nợ hay gì đó. Trời ơi, ở đây người ta giàu lắm, đây từng người nào cũng 2-3 hectare, 2-3 mẫu là bình thường, 2-3 mẫu giờ mấy chục tỷ, giỡn chơi đâu. Mà đất nó đã thiết lập cái giá nó rồi, làm sao nó xuống, đúng không? Ví dụ mấy anh chị mua 1 tỷ đi, ví dụ hồi xưa đất ở đây chưa có quy hoạch khu công nghiệp, nhà đầu tư người ta không tới, đất ở đây là khỉ ho cò gái có ai tới đâu. Nhờ những người đầu tư như mình tới, giá đất nó mới lên thì những người dân ở đây ta mới giàu. Bây giờ mà ai mà có 10 mẫu là người đó là đại gia, đại gia tầm trung. Còn ai mà có 3-4 mẫu là đại gia tầm thấp xíu, nhưng mà vẫn là đại gia. Đây rồi, cái hồ quá đẹp. Ok luôn á. Đây cái hồ cực đẹp luôn anh chị, quá đẹp. Đây là cái đập Bà Mụ ấy. Đập Bà Mụ, còn đây là đảo Yến này. Đảo Yến. Đập Bà Mụ. Mình dựng đây luôn hả? Không, dựng đây để em anh nắm được chỗ này để xa thôi. Dạ ok. Anh chị thấy không? Đây là đập Bà Mụ nha, đập Bà Mụ, còn bên kia là đảo Yến. Đó, đảo Yến bên đó đó. Tổ chức chèo thuyền câu cá. Có chèo thuyền câu cá luôn à, thấy không? Đó. Cuối tuần ra đây chèo thuyền câu cá. Ở đây mà ngồi nhậu là phơi luôn á. Đúng không? Có em chân dài rót bia cho uống nữa là quá đã luôn. Đảo mà sao dính liền. Đảo riêng biệt chứ. Chỉ cho xa chứ với đó đâu, có nhỉ mà đâu. Đánh đảo tốt hơn kia kìa. Kìa đó, đó có nhỉ. Đi có nhỉ. Mấy anh chị ở trên đây ta nuôi yến nhiều lắm á. Ở trên đây á, ta nuôi yến ghê lắm á. Hầu như đa phần. Có anh chị nào muốn mua yến không? Thời gian mốt bán yến cho mấy anh chị nha. Đang định bán yến nè, mấy anh chị có mua ủng hộ. Ngoài thị trường bán lạng nhiêu, 4 triệu hả, 3 triệu không, thời gian bán 4 triệu.
đây là mấy anh chị thấy không, đường xá nó còn rất là hoang sơ, thấy không? Như vậy mà 5 năm sau thì trời ơi giá nó bao nhiêu, đúng không? Mấy anh chị thấy không, bây giờ là có tầm nhìn xa đó, đi mua chuối, lấy chuối không à? Vậy trong hai bụng chuối này mình sẽ mua, vậy trong đây bụng chuối này mình sẽ nó đường xá trời ơi đó, trời thấy không? Nhiều người sẽ vô đây sẽ nói ờ ơi trời ơi vậy sao đi mua rồi. Mấy anh chị ơi, đất đỏ mà thành đất nhựa là giá khác rồi đó nha nha. Mình đi mua đất á, đất đỏ vậy là mình thấy mừng á, đây nó thành đường nhựa cái giá mình khác rồi. Ui vô được không vậy? Đường nhựa này đang sình lầy, ô đường đất đỏ đang sình lầy không đi được. Ờ, nằm đó nó đi đi. Những người nào mà bây giờ đi mua đất ở đây là những người đó phải nói là rất là dũng cảm. Là những con người dũng cảm. Đúng không? Đúng không anh chị? Bây giờ ai mà đi mua đất ở đây phải là rất dũng cảm á. Đất này kỹ kho cò gái. Dựng đây hai em. Lẽ ra là mình đi mua lên trên được thì nó vào đúng cái vị trí của cái ô đất này nhá. Nhưng mà do đường nó lầy ấy, thì mình đi bộ một xíu từ cái đường này đi. Cho mọi người cũng có cái cảnh quan, với em chỉ mốc lộ giới luôn của cái đường phía tây nó hồi luôn. Ủa cái đường này nó mở sao ta? Đây anh, nó đi thẳng như này. Ủa vậy hả? Nó lượn theo hồ đây. Đường dọc theo hồ hả? Ghê vậy. Giống như cái đường này. Đường phía đông này. Hôm nay em đưa anh phía đông là để anh xem cái đường nó chạy như vậy. Còn phía đây thì đường nó tự nó chẳng qua nó chưa ngủ được. Đoạn kia nó bắt đầu làm rồi. Nhưng mà cái móc đó là nó nằm ngay tim đường hay nằm... Đây là cái móc. Móc để làm đường nè, mấy chế. Đã móc sẵn luôn. Đó. Ủa đây là vậy là hai, đây là 2 mét đường hả? Đúng rồi, đúng không? Đường nó chạy như này này. Ừ. Đường này đâu nó cũng cũng phơi vậy. Đó mấy anh chị thấy không, cọc móc đường. Này đổ đất xuống trong lớp bằng xuống phơi. Này đổ đất vô phơi á. Phơi. Đây là phải nói là những người có tầm nhìn chiến lược lắm nha. Đây đang đất đất như vậy mà phải nhìn ra được con đường á, vậy chưa? Thấy không? Đó, mấy anh chị thấy không? Đây là sẽ là con đường đó. Hiếm lắm ở nhà. Hiếm lắm mấy anh chị mà thấy được cái cảnh này á. Mình đi giùm ta. Ừ. Đường này nó phải ủi và nó làm bằng phẳng lại hết không? Ơi. Ừ. Ừ. Ơi. Ừ.
vào Hà Nội. Mọi người gọi điện bảo mua đi. Em hỏi mốc đâu, mốc đây. Chỉ em mốc đây. Ờ. Anh bảo có run không? Mà em đã vào đây bao giờ đâu. Ờ. Đây xong rồi đây. Quay đây. Đây, móc lỗ giới làm đường. Mua đó. Bây giờ nó có cọc như này rồi là nó rõ hơn ngày xưa rất là nhiều anh. À. Giai đoạn trong dịch ấy, đâu có làm được cái gì đâu, chỉ có đơn vị công binh họ là soát bom mìn xong rồi. Họ cắm cọc ấy, họ tự cắm ấy. Đây à. Là công binh họ cắm. À. Nhưng mà cái phần đất ngoài kia nó thấp quá làm sao? À không anh, đây là nó, nền đường nó sẽ cắm thẳng. Biết rồi, nhưng mà đất của mình kìa, nếu mình mua nó chìm đôi ra, mình nằm dưới khúc dưới thì sao nổi. Nó hạ đường mà hạ đường mà em đâu có phải nó cao như thế này. Đất của mình nó đâu có phải cao như thế này. Nó đang hạ hết xuống cái này. À. Tụi em giỏi quá ha. Từ Hà Nội bay vô đây luôn ghê đấy, tại vì trong dịch nguyên 3 tháng dịch đâu có làm được cái gì đâu. Không có ủi được cái gì hết. Ủa, sao đường trông ngầu à? Đường nó quẹ đây hả? Chỗ này là gần ngã tư đây. Đây là sẽ hạ mặt đường xuống anh chị thấy không? Bây giờ nó mới bắt đầu làm anh. Giờ nó bắt đầu nó bắt đầu. Đây 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 đang đất cao nè. Đây nhá, đường nó đây thấp. Thông thẳng sang này đây, múc đây. Đây, móc cái đường này. Đường này là đang ven đồi. Mà không biết móc nó hạ xuống có ngang mặt hồ không ta? Cái bậc kè. Đất này nó phải ủi hết luôn hả? Đúng không em? Móc nó hạ xuống có ngang bờ hầu không? Dạ. Ờ, hạ thấp nền xuống như này. Cốt đường xuống. Để có chỗ này nó cao thôi chứ vào trong kia nó không có cao như này đâu. Trong kia là đâu? Trong các lô của em trong kia. Em vào tận nơi rồi nó không có cao như này. À. Chỗ vị phía này nó cao nên là nó sẽ cán phẳng như này. À. Hạ thấp này xuống, họ đang múc đất để họ di chuyển đi. Thì đây, trong kia nó đang cắt cây rồi. Giai đoạn cắt cây xong thì bắt đầu là họ sẽ múc. Giống như ở bên bờ đông mình vừa đi đây. Buổi sáng này mình còn đi được chứ buổi chiều nó mưa là không có đi nổi. Đúng rồi. Đây, anh chị thấy không? Đây là bờ tây của cái hồ. Hiện tại tới đây thì sóng của Vina vẫn ok. Đó, bờ tây của cái hồ đây nè, đây là mình đang đứng ở trên đây thì vài bữa nó sẽ hạ cái mặt đường này xuống. Đang trên đây cách khoảng mét mấy 2 mét, ở dưới đây là bờ hồ đó, còn đây là con đường, vậy thì nó phải ủi hết làm con đường dọc bờ hồ. Nên anh chị tưởng tượng được không? Và vậy thì mai mốt nó sẽ tiềm năng tới cả nào nếu mà đây thành con đường và nó hạ cái nền này xuống bằng cái bờ hồ này thì quá đẹp đó. Hồi to hồi xưa đất như vậy nữa chị, hồi xưa đất như vậy nó đất đồi nha, đất này đất đồi thì nó đâu có giá gì đâu ha. Thì khi mà con đường đi ngang đây thì ok thôi. Mùa khô nước cạn hả, không biết cái hồ này lâu lắm rồi. Người vô dưới kia có người nha. À, đây bây giờ có nhiều người vô lắm á. Nhiều người đầu tư luôn á. Gặp người sáng mình gặp nè. Ừ. Dưới có người nè. Ôi, dưới bánh tư vậy?
từ đang dưới đang từ cho nó đi xuống dưới luôn rồi. Coi cái đường xuống đi xuống tốt bên kia luôn. Ừ. Xuống đường này xuống đường. Xin lên bên tay. Như là lại xuống mà. Này. Anh chị thấy đi mua đất. Đi mua đất cực khổ không? Đó. Ở đây là hiện tại là nó đang là một cái đồi á. Một cái triền đồi á. Thì đất này làm gì có giá không anh chị? Nhưng mà sau này là họ ban họ sang phẳng để làm đường. Đang đi xuống dưới chân đồi. Ở đây đều. Một hai năm nữa là đụng vô đây là phỏng tay. À, nghe mặt hồ luôn anh chị. Này mốt làm đường nó phải hạ cái này xuống luôn, đào đất hết luôn. À, mấy anh chị thấy không? Đây là cái hồ. Còn đây là đó. Đất nó đang ở trên đồi á mấy anh chị. Thì con đường nó chạy ngang thì nó sẽ bào đất ra hết. Để làm con đường. Ở đằng kia là xe cũng đang làm kìa. Đang cạp đất kìa. Các anh chị thấy không? Đằng xa là xe đang cạp đất kìa. Đó. Thấy không? Tôi buồn nếu mà không tới ra ngồi lên gấp đá hả? Câu xuống câu cá. Tới con chuyện luôn. Đó, hồ nước. À. Cái hồ này mình nghĩ mùa khô nó có thể rút nước thôi chứ nó không có cạn khô nổi đâu. Bên kia hình như là cái đảo đó. Đảo Yến phải. Đảo Yến nằm riêng á, riêng biệt luôn, có cái đảo nhỏ. Nãy coi bản đồ á. Ừ. Ừ.